Có người chỉ con hành pháp luân công. Sư cho con hỏi phương pháp này có đúng chánh pháp hay không, và nếu con hành theo thì có đức tam quy không? Xin thưa là nếu quý vị hành theo thì quý vị đức tam quy ha. Và phương pháp này không được Đức Thế Tôn giảng dạy, cho nên rõ ràng đây không phải là phương pháp hành theo chánh pháp. Sư cũng đã từng gặp một vài người cố thuyết phục sư và đưa tài liệu pháp luân công cho sư, nhưng mà sư nhìn sư chỉ cười. Nó cái làm sư khó hiểu là những cái lời lẽ trong đó đó, nó thiệt là chỉ dụ được con nít thôi, mà không hiểu sao có thế gian này nhiều con nít dữ vậy. Chắc cái này là tâm hồn còn em bé đại loại vậy thì mới dễ bị dụ vậy. Chứ còn sư nhìn, sư đọc vô thì sư thấy một người trưởng thành về sự nhận thức thì không thể nào mà có thể bị dụ bởi những cái lý